Bà chúng tôi sẽ bảo vốn sự xoay cũng như chụp thêm đoàn tiết không cả rìm sang lên bờ dưỡng. Ngày nít châm xôn thua ca chạy rồng lệch nơi mê rìm mùi tiết để tiện tôi chúng mình cả rìm bỏ rai bì sang lên bờ dưỡng. Chẳng, nếu không mê rìm ấy dưỡng những rìm án, rìm bỏ rai tặng ọc nghĩa, tiện tôi chúng mình đang ạ tập bọt mà chúng luôn. Đại là ạ tập bọt ấy cứ dưỡng đọa sẵn trình bị ạ tập bọt cả sai. Chẳng tỏ, chẳng đồng bây của mọi khác với dưỡng chập đa mê rìm bờ dưỡng để tỏ tới. Một lần chúng mê riêng xong mong bốn cũng biết chú subscribe nên chú nhạc cân đăng đầm mây từ thủ bàn mê riêng thầm mây bị khả nhóm. Chẳng chứ đầm bốn dương trời xoan bì vô khép dương lori xanh á đầm bây dương riêng bỏ bài bán bóng bốn từ xoan vô khép dương lori miền này thật bị nực nông ạ tập bọt nâng thả táo dương thử chết bị ích lạc. Chẳng thì mỗi cư bị labor nâng cư miền này thả bỏ lạc cắm rồi có càng nghe bỏ lạc cắm. Bị labor nâng kia ai chả xe bàn bì giáng bóng bốn ai chả xe đại du của bán bài đại du của bán này. Labor child labor child labor nó cứ pol cam cổ mà chứ việc child nó cứ mình đây cổ mà labor nó cứ pol cam chứ pol cam cổ mà child labor decade part speed bởi vì chuyện nào mình đây tu sửa vật nó cứ mình đây thay giờ về đọc chữ nam decade written part speed bởi vì chữ verb mình đây thay cùng riêng cùng hai nhé cùng riêng cùng hai written fate part speak of which noun គឺ មាន ន័យ ថា ជោគ វាសនា គេ ជោគ វាសនា បង ប្អូន ឃើញ ក្នុង រូប ភាព នេះ ហើយ នេះ គឺ ជា កុមារ ដែល គាត់ បោះ បង់ ការ ងារ សិក្សា ចោល គាត់ បាន ធ្វើ ការ ប្រកប ការ ងារ ផ្សេង ផ្សេង ដើម្បី ចិញ្ចឹម ជីវិត ណា អញ្ចឹង នឹង គេ ហៅ ថា child labor ពលកម្ម កុមារ ពាក្យ ជា បន្ត ទៀត គឺ យើង មាន ពាក្យ push push គឺ មាន ន័យ ថា រុញ ឬ ក៏ រុញ ច្រាន push rise part of speech which is verb មាន ន័យ ថា កើន ឡើង rise កើន ឡើង rise បើសិន ជា part of speech របស់ which is noun មាន ន័យ ថា ការ កើន ឡើង យើង គ្រាន់ តែ បន្ថែម ពាក្យ ការ មក ក្នុង ភាសា ខ្មែរ របស់ យើង ណា ការ ឬ ក៏ ភាព អញ្ចឹង គឺ វា ទៅ ជា noun នេះ ការ កើន ឡើង ឬ ក៏ ភាព កើន ឡើង នៃ អី មួយ អញ្ចឹង rise ជា verb ហើយ កើន ឡើង បើសិន ជា rise ជា noun អញ្ចឹង phải thắc ca càng lang mạc nên cứ mình lấy viết lùng từ lì thò mà đá bởi chỉ nếp ra thắc phần tụ rước cửa ca cọt sầm quan hay bởi chỉ vợ mình chứng mình lấy thắc cu sầm quan lời ỏi đắng rước có rụm lực rụm lịch ỏi đắng thì đừng ấy môi nữa mạc part of speech viết chỉ vợ crisis cứ bị bạt crisis ra thắc bị bạt bởi xin chỉ bảo quân trong thua tôi chỉ plural form tùm rung phù vật chân á bảo quân còn là đồ ai ní tôi chỉ y mô crisis mình nên thà vị bạc tràn chạp bị bì lần tới crisis anh ấy crisis ấy kể được nhé part of speech viết chân nào nó bảo quân coronavirus crisis mình nên thà vị bạc chủng ngữ corona chẳng biết coronavirus nó cứ chủng ngữ chlong nó chủng ngữ chlong được chỉ áp bộ đa sai được chỉ chứng người covid đã cũng buồn được chỉ em xin nhé cứ của nước nhà thay coronavirus hay đặc biệt crisis nhé phải thay bị bắt chứng người corona hay parasite biết cứ miền này bị chỉ nào nó bỏ vốn nước kia sẽ chia compound nhé bị làm tới đại chu cái này là compound word ok bệnh nào từ pin chứng miền này thay bị chỉ compound nào này chứng bị bắt chứng người covid đã cũng buồn nó bị đập bom bom trái trái bị để nên càng trái những môn kề này bị bị bắt này hay bản dương trái mà một người nhớ bị bắt chừng như covid tập buồn chứ chừng nói chứ tập bắt cái đã tham ấy child labor up for the first time in two decades miền này tham ấy nắng miền này thà bò là cam cổ má hay bị up bị nước trái thắc cản lớn for the first time chỉ lấy đầm bố không bao giờ bị tu sửa pi tu sửa mình nên tham một page nam nó bảo bốn chứng không được giải pi tu sửa chứng bảo bốn lệ mới biên này child labor mình nên tham bảo là cam của má hay pi up nâng lái được qua can là for the first time sản phẩm pi lên đầm bốn được co sản phẩm pi lên tìm mùi into decades không được giải pi tu sửa chứng nó không những cái gì miền ở tập bát bảo dưỡng để tiện tuôn chỉ mùi nâng cả bỏ lại nâng tỏ lấy dương thua ca bỏ ra tập bọt bỏ dương được tỏ tới the world has marked the first rise in child labor in two decades and the coronavirus crisis threatens to push millions more youngsters toward the same fate
The UN said on June 10th. Chắc không nên kia xây thả mạch, kia xây thả nè. Vì phục lốt bàn thuê ca qua sầm quán, chỉ lưu đồng bố nơi ca càng lớn, nơi khá nông cầm lãng bộ lạc cầm khổng mà. Nơi khá nông rời dạp bếp bí tu sử vật, mình nên thả một phê chân nặng. Hai vị bắt nơi chìm ngươi cô rồi nà, bàn cầm bình cầm hành, khá nông ca rôn tràn, không mấy như có khổng mà, rộp liên nẹ bình thân tiết, chúc tư cán chúc về sản đổi kìa. องค์การสหประชาชาติบานเลิกล้างหรือก็บานนี้ในថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេមានមួយខមាមួយគេដាក់ The UN said on June 10 องค์การสหประชาชาติបាននិយាយឬក៏បានលើកឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចប្រែThe UN said on June 10នេះយើងប្រែមុនគេក៏បាន ឬក៏យើងទុកប្រើក្រោយគេក៏បានព្រោះទាំងអស់នេះគឺជាព្រោះថាទាំងអស់នេះគឺជាអត្ថបទដកស្រង់គឺជាអត្ថបទដកស្រង់ចាំបងប្អូនយើងក៏លើកមើលនៅពាក្យ the world មានន័យថាពិភពលោក ហៃម៉ាត់គេសរសេរជាព្រេសិនធូហ្វិកបានធ្វើការគាត់សម្គាល់ The first time, the first rise មានន័យថាការកើនឡើងជាលើកដំបូង In childbirth នៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មកុមារ Into decades ក្នុងរយៈពេល 2 ទសវត្ស and how the coronavirus crisis វិបត្តិ ជំងឺ corona threaten បាន គំរាម កំហែង to push ក្នុង ការ រុញ ច្រាន million មាន ន័យ ថា million more youngster មាន ន័យ ថា ក្មេងៗ រាប់ លាន អ្នក បន្ថែម ទៀត អញ្ចឹង ពាក្យ youngster មាន ន័យ ថា ក្មេងៗ ណា បង ប្អូន youngster ហើយ ពាក្យ toward នេះ គឺ មាន ន័យ ថា ឆ្ពោះ ទៅ កាន់ The same fate, chúc về sân án đôi kìa. Chúng ta phải phép phải chúc về sân án. Hay biết the same đôi, chúng the same fate mình nên chúc về sân án đôi kìa. The UN said, ông ca sắp chí chết bàn lợt láng nơi thường ngày tì đọc khai mịt thọ này. Khai của mỗi. Ok, chúng mong bốn mê đi nhưng bản năng đọc tì bình chọc xung ọc cún xung ọc ca tạm nàn tù sân án hay xung mong bốn. Complete chữ subscribe, chữ sinh nhạc đăng 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 bây tù bàn mê đi thầm mây.